ở vườn cà phê già cỗi của nhà mình đã cắt để ghép cải tạo. Đây, giống cà phê này đã được 20 năm tuổi rồi nhưng mà cho năng suất rất là kém, trái rất là nhỏ. Chính vì vậy mà mình đã quyết định cắt và cải tạo lại cái cà phê này. Vậy thì để cải tạo đám cà phê này như thế nào cho có hiệu quả và tăng năng suất, video này mình cũng xin chia sẻ với các bạn là về cách trồng sen thêm cà phê như thế nào để tăng năng suất cho vườn cà phê. Thì đám cà phê này nhà mình 4 sào nhưng mà trước đây thì mỗi năm thu chỉ khoảng dưới 1 tấn cà phê thôi. Chính vì vậy mà mình đã xem qua một số cái video ở Brazil, người ta trồng mô hình cà phê đa thân, không hàm ngọt, ngọn rất là đẹp. Và chính vì thế mà hôm nay mình cũng xin chia sẻ một đoạn video ngắn về cách trồng sen như thế nào vừa lợi công và đảm bảo rằng cây cà phê sau khi trồng phát triển rất là tốt. Ở một số vườn khác mình cũng đã tham quan thì hầu như là người ta khi trồng sen thêm á thì người ta trồng vào ở ngã tư hay là trường ngủ ấy. Đây, ví dụ như mình nói vườn cà phê của mình đây, chỗ đây là một gốc này, đây là hai gốc này, đây là ba và đây là bốn, thì người ta hay trồng ở giữa đây, ví dụ ngã tư đây đó, đất núi mà, đất núi cao mà. Vậy thì nếu như mà trồng sen ở giữa đây, khu vực này thì việc mà cuốc cà phê thì nó rất là tốn công, và thứ hai nữa khi cà phê tốt thì cái việc mà làm bồn để tưới rồi bỏ phân cho cây cà phê cũng rất là vất vả vì đất cào từ trên này xuống thì rất là nhiều. Vậy thì mình có một cách làm cảm thấy rất là hay và rất là hiệu quả. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Đây, đây là ví dụ thì nói đây, đây là cái gốc cà phê già đây, mình chuẩn bị ghép này. Thế thì mình sẽ cuốc một cái hố ở đây, ví dụ đây là bồn cà phê của nó đây, của cây cà phê này đây. Thế thì mình sẽ cuốc bên cạnh này luôn. Đó, có nghĩa là đây là cái burger này, cái burger cái que mình chỉ đây, thì mình sẽ cuốc ở giữa cái burger này, lấn từ cái mép bồn cà phê cũ này đến cái burger này, là mình cuốc ăn vào khoảng 1/3 nhá. Đó, và đào một cái hố ở đây. Cái hố này thì mình đào với bề rộng là khoảng 50 và sâu khoảng 40. Đây là cái hố mình vừa đào đây. Đó, và nếu như đào ở đây rồi thì mình sẽ đào xen canh nó lại. Ví dụ đào ở đây rồi thì mình sẽ đào cách cái bồn này. Ví dụ cái bồn này đào khâu đó rồi thì bên này mình không đào nữa mà mình đào bên này. Đó, so le nhau. Và đây, đào đây xong rồi thì mình cách cái bờ này, sau đó mình đã đào bên này. Đó, và cách đào như thế này thì nó sẽ tạo đủ thông thoáng giữa cây mới trồng này và cái cây ghép của mình đây. Mình sắp chuẩn bị mình sắp ghép rồi, và cái cây này nữa, phía trên này nữa. Thì khi cà phê mình trồng giảm đây nó tốt lên thì vẫn có cái độ thoáng để cho cây quang hợp và phát triển tốt. Và với cái làm này thì mình chắc chắn rằng là cái việc cuốc cà phê của chúng ta nó sẽ rất là nhanh, và khi mở bồn cà phê thì chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để mở bồn cây cà phê. Đó là cách mình tiến hành trồng cải tạo thêm cho đám cà phê. Đây, đây là cách mình làm đây, đây. Đây, một hố, ở dưới một hố và mình trồng thêm một đường thẳng như thế này. Đó, mình không cuốc ở giữa đâu các bạn nhé. Đây, và bên này cũng như thế. Đây. Đó. Nếu các bạn thấy cách làm này hay thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Xin chào các bạn và hẹn lại các bạn sau.